Yo, hôm qua tôi mới vừa review cái sự kiện web xong thì hôm nay chúng ta lại có thông tin là đua top siêu chiến binh xe và đơn tiếp ở đây ơi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi xem thử xem là cái sự kiện này bây giờ có cái gì, review như thế nào. Đấy, để chúng ta có thể chơi. Let's go. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ có sự kiện đua top. Thì chưa gì hết mà tôi thấy xe mà tôi lên 4.000 rưỡi rồi. Có ông thì 450, có ông thì 210. Chào wow. Chưa kịp làm gì hết, anh em làm gì căng vậy? Đấy, thì nói chung là bây giờ chúng ta sẽ đang có là 300 mảnh top 1 này, hai cái hồng vũ khí kèm theo đó là cái rương chiêu thức. Phải không nhờ? Để tôi vào để tôi xem dấu chấm than đâu rồi. Đấy. Thì ở trong này chúng ta sẽ có rương chiêu thức bạc. Ok, đây sẽ là lần đầu tiên xuất hiện của rương chiêu thức bạc. Và nếu mà anh em nào lấy được top 1 thì có thể test thử cho anh em, dù nó không có mang lại cái nhiều giá trị về cái sự tăng trưởng mạnh mẽ trong cái lực chiến, nhưng mà sự thay đổi ít ít thì nó cũng sẽ mang lại những cái hiệu quả to lớn anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ có hai cái chiêu thức bạc anh em. Không biết là anh em lấy top 1 xong sẽ như thế nào ta. Đấy, thì ví dụ như anh em nào muốn đua top 1 hay gì đó có thể nhờ mình đua trên live ha, để cho anh em xem. Ok, let's go. Thì bây giờ top 1 chúng ta sẽ được 300 mảnh, hai cái hồng vũ khí, hai rương chiêu thức bạc. Top 2 sẽ là 200 mảnh, một cái hồng vũ khí. Top 3 sẽ là 150 mảnh thì một cái hồng vũ khí. Top 4 sẽ là 120 mảnh, một cái hồng vũ khí. Đấy, rồi còn top 5, top 6 sẽ đồng giá là 5. Ủa, đồng phần thưởng nó chính là 90 mảnh và một cái hồng vũ khí anh em ạ. Ngoài ra chúng ta sẽ được 10.000 điểm thì chúng ta sẽ có thêm hồng vũ khí nè. Đó là 30 mảnh bản năng 15. Ok, sắt nè 20, mảnh bản năng 15. Khi mà anh em quay luôn 10.000 điểm thì nó sẽ ok. Nó sẽ cho anh em khá là nhiều tài nguyên đó, nhưng mà đồng thời là em sẽ tốn nhiều đá hơn. Rồi, thì ví dụ như bây giờ anh em mong muốn là mình đang có được bao nhiêu điểm đúng không? Đấy, thì cái việc này nó cũng dễ tính thôi. Bây giờ thì anh em cứ tính, ví dụ như bây giờ tôi vừa bấm một lần đi thì sẽ được 10 điểm. Đấy, 100 lần anh sẽ tốn là 6 10 lần anh em sẽ tốn là 680 điểm, 680 đá đồng. Đấy, thì bây giờ anh em cứ tưởng tượng rằng là mình sẽ 100 điểm. Đấy, 100 điểm thì tốn 680, thì bây giờ 1.000 điểm thì chúng ta sẽ tốn 6.800 đá đồng. Xong rồi bắt đầu chúng ta đi tới 10.000 điểm chúng ta sẽ tốn 68.000. Đấy, nói chung là nếu mà anh em muốn lấy 10.000 điểm thì cứ 68.000 trước đã. Đấy, tôi thì cố gắng tích tụ tới đó thôi. Chắc là không đủ thì làm thêm vài gói ra nữa nhờ. Đấy, rồi ok, như thế nó cũng dễ rồi. À quên mất, cho anh em xem cái sự kiện sau dưới này là cái gì. À, nếu như mà anh em tập rồi thì cũng có thể nâng mấy con cơ bản lên. Nói chung là ông nào top 7 thì cũng toan lắm. Và trong cái đợt đua lần này chúng ta sẽ có sự góp mặt của ba em siêu chiến binh, đó chính là Future Gohan này, Black Golden Razor và chúng ta sẽ có thêm Trunks Ghost. Vậy thì hiện tại chúng ta nên lấy em nào, chơi làm sao thì tùy vào cái đội hình, tùy vào cái sự kiện, tùy vào cái tài chính của anh em trong cái đợt này. Chứ thật sự ra để mà nói tư vấn cụ thể rằng anh em nên lấy con nào trong cái sự kiện lần này thì thực sự nó không có cụ thể đâu nha anh em. Đây tôi chỉ đưa ra hai cái trường hợp mà đơn giản thôi. Ví dụ như anh em là đã có Future Gohan mà tầm khoảng nào đó 6 sao rồi mà chưa có bom thì lấy Future Gohan cho tôi. Đấy, còn anh em nào mà chưa có trên thì nên lấy trên trước. Tại vì anh em biết sao, trên nó thứ nhất là sẽ mang lại cho anh em cái điện tiên phong này, thứ hai nó sẽ là một cái con tướng mà anh em dễ nuôi, 4 sao một cái vũ khí anh em chơi cũng đã ok lắm rồi. Đấy, còn với cái việc mà anh em có Future Gohan rồi anh em lấy nó sẽ ok hơn. Còn tôi nói thật với mong luôn, ông nào mà nạp tiền server mới lấy hết. Lấy hết cho tôi anh em ơi. Anh em có thể chơi theo cái thiên hướng đó, chính là anh em chơi 10.000 điểm luôn, anh em bút cho tôi con Future Gohan 5 sao nhị môn, con Trunks 4 sao. Đấy là anh em chơi khỏe rồi, thật với mong luôn. Anh em cứ như thế tôi phát huy lên, chỉ cần Future Gohan với lag Trunks Ghost trong sự kiện server mới thôi. Trời ơi chơi nó đã lắm anh em ạ. À, còn Black Golden Visa thì thôi từ từ anh em ạ. Anh em server mới thì khoan lấy con này, tại vì con này nó không nằm trong cái sự ưu tiên để lấy siêu chiến binh của tôi đóng đâu. Hai con này xét về hiệu quả nó sẽ mang lại cái lợi thế nhiều hơn cho mình đấy, nên là anh em cân nhắc nha. Còn anh em nào mà đang có một anh em trong đội hình, anh em chưa có cả Future của Han, chưa có trên Discord luôn, nhưng mà anh em là nông dân thì tôi nghĩ là anh em nên lấy trên Discord, nó sẽ là một cái lựa chọn hợp lý hơn. À ok, anh em nào mà xem cái series là nông dân của tôi thì cũng sẽ thấy tôi lấy con trên God về nó cũng sẽ mang lại cái hiệu quả khá là lớn luôn á. Nhưng mà thôi tôi cứ chừa đá đây, tôi lấy rô nữa anh em ơi. Rô nó cũng khá là quan trọng với anh em nông dân ấy, không lấy được thì cũng đuối lắm nha. Không biết là anh em nào mà lên VIP để cho anh em khác nhận quà không nhờ. Đấy, trong này thì không có gì để nhận nữa hết rồi.
ưu đãi ngày, lớn, lớn, đầu tuần. À, không biết là tuần này chúng ta có cái cóp đầu tuần không nhờ? Để tôi đi lấy phát. Có vẻ như là chưa có nên thì tôi có thể bấm thử xem như thế nào ha. Thì thường nó cũng khá là dễ. 11, 11 để tuần 4 số 1 anh em. Chưa tồn tại anh em ạ. Tài lanh tài lẹt. Rồi thì một tí nữa có thể là bữa mai sẽ gửi, cho nên là em sẽ nhập sau nha. Bây giờ mình sẽ đi làm một ít nhiệm vụ. Đấy. Mua thức ăn phát. Hết rồi. Hôm nay tôi mới vừa quét. Ý chù ồ ngon thế nhờ. À để xem anh em lên thua 1, thua 2. Ôi trời ơi, hai ông này mới đây mà lên 300-400 điểm tiên phong nữa rồi. Chơi cái gì mà nhanh dữ vậy? Có thể nào đợi được không? Quá là ác với tôi rồi mọi người ạ. Rồi ok, nhận thôi. Mình cần đang làm 3 lần ngải tiếng Anh nè. Mua một lần này. Đấy. Rồi, còn lại 93 điểm này thì tôi sẽ trừ lại một tí nữa nó hết cái phần phi thuyền thì tôi cứ quét anh em cứ phải quét tối đa cái phần phi thuyền này thì kiếm đá rồng, ổ lộn, kiếm thức ăn nó nhiều. Rồi tôi đang cần nâng thêm ba con này. Tôi sẽ nâng cho con Lisa này lên để sắp tới level 95 thì tôi sẽ bắt đầu là úp nó thành chi viện luôn. Thì tôi đang có nuôi sẵn con Bumazin rồi. 93 này, ổ lộn 74 này. Lên này. Đấy, tăng phẩm luôn. Cam 1 luôn chứ. Rồi ok, nó đủ điều kiện để lên thi viện chưa nhờ? Đủ rồi thì tôi sẽ nâng luôn. Ê. Ok, cái này thì chắc là để từ từ thôi tại vì hồn chi viện mình cũng đang khá là ít. Mình sẽ tích từ đây tới đó ha. Vào đây bắt một ít cá nào. Thôi tôi mới bỏ ra một vài ngày để mà tôi tích lại cái phần ở trên thôi, vậy mà nó đủ cái kia kìa anh em. Hợp lý đấy. À, còn vừa đủ 10 cái lưới luôn nè, thơm đấy nhờ. Khít khiệt khiệt luôn. Hôm nay em đi câu cá, được cho má em nắp canh chua. Lấm 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 lấm. Tính là mấy con cá hồi này nhìn nó ngon thế nhờ. Còn cá này là cá thần tiên thì ông nào có điều kiện nuôi. Hồi xưa nhà tôi cũng có nuôi đây mà. Xong rồi nhưng mà nó là màu đen chứ không màu cam như thế này. Có thể là tôi nuôi có lại rẻ tiền. Đấy. À, đây rồi. Đổi. Trong đây thì nên cứ đổi đúng cái này cho tôi. Lấm. Cái thần tiên tôi đang cần cái này. Ngon. Đổi luôn cái này đi. Hợp lý. Rồi, như thế là đạt chỉ tiêu ngày hôm nay rồi. Có vẻ là tôi đang tính lân cái này hay sao ấy. Đúng rồi. Trung tâm thu thập 6 cái. Xưởng chế tạo này. Nên sự sản xuất thì phải. Đâu rồi, đây rồi. Học nè. À, sao tôi học xong rồi cái nó bay lên đây luôn nhỉ? Đấy, 6 cái đi mà. Rồi. Nâng cấp luôn. Chưa. Như tôi bỏ vào đây để lấy giám sát được này. À, chưa nâng xong nữa nên mà còn 6 cái máy cắt laser nữa. Oh. Máy cắt laser. Có vẻ là mình chưa học tới đó ta. Vậy là mình cần phải nâng cấp mấy cái xưởng này lên trước rồi. Mà cũng không đủ đâu. Rồi ok, cái này thì chắc là để sau. Để bây giờ tôi vào cái phần chi viện xem có gì hot không. Tôi đang có 56 cái nguyên liệu ra đổi cái mảnh hồn chi viện nè. Nhưng mà trong đây thì mấy mốt thì tôi nghĩ chắc là tôi sẽ đổi qua cái chi viện Cryonair. Đấy, không biết là đọc tên nó có đúng hay không nhỉ. Đấy, tôi sẽ lấy con này. Tại vì sao? Tại vì sau này á, anh em chơi cái team của mình á, nếu mà muốn trụ lâu một tí thì chúng ta sẽ có cái chi viện đó. Nó sẽ mang lại cái hiệu quả như sau. Đâu rồi, cho em xem này. Tôi vẫn đang thắc mắc là tại sao mấy ông không chơi mấy hồn chi viện mà nó cho mình mua miễn phí như thế này ấy. Đó. Rồi. Mục tiêu được kêu chi viện
trị liệu sẽ tăng 25% tỷ lệ đỡ đòn trong vòng 2 lượt. 25% tỷ lệ đỡ đòn trong vòng 2 lượt này là khá là nhiều nha anh em. Đấy, nhưng mà cái điều kiện kích hoạt của nó thì hơi lâu thôi. Cái đó mình sẽ đi sau. Đây, Lambda nó sẽ mở cái gì? Tăng tỷ lệ đỡ đòn đến 32%. Khi chi viện tăng thêm 5% lượng trị liệu. Được chưa? Chi viện có thể bắt đầu phát động từ lượt 2. Đấy, tức là từ lượt 2 là có thể kích hoạt kêu chi viện rồi. Rồi xong xuống đây chúng ta sẽ có là mục tiêu chi viện trị liệu tăng hiệu quả đỡ đòn lên 40%. 40% là nhiều lắm nha mấy ông. Nó gần một nửa rồi đó. Đây, kêu chi viện tăng thêm 10% hiệu quả trị liệu thêm. Ê. Đấy, cái này là những cái con ri mà anh em nên chơi này, thì tôi lại thấy mấy ông không chơi. Tôi lại chơi, thấy mấy ông chơi kiểu là Beerus rồi nhiều ông chơi Zanep 3 nào nữa. Mấy con nó khó lắm anh em à. Em phải quay sự kiện hồng chi viện thì may ra anh em mới lên được phẩm cao. Anh em không quay thì chơi nó cực kỳ khổ luôn. Nên là anh em ưu tiên chơi những con chi viện miễn phí trước đi đã. Xong những thứ cơ bản rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến cái việc mà báo danh BK này mà. Hồi đợt vừa rồi á, tôi chưa có báo danh cái vụ này anh em. Đấy, nên là tôi không có vào để tôi chơi được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi báo danh chơi thử xem nó sẽ như thế nào nhá. Đây đủ rồi nè, lắm, mặc dù có mấy con. Tôi cái này chắc phải canh để tối nay livestream đi, xong rồi tôi bắt đầu sẽ là đi ngồi đánh với anh em luôn. Tại vì cái này thực sự ra nó sẽ cần khá là nhiều cách, để nhiều thời gian để anh em phải ngồi sắp xếp xong rồi phải canh lại nha, chứ mà anh em bỏ tôi nghĩ là không win được đâu, khó lắm. Nhưng mà nó mang lại cho anh em khá là nhiều phần tài nguyên á. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào đấu trường Link Server. Hiện tại tôi đang quấn xuống kim cương 2 rồi. Mấy ông này chơi ác quá tù thế nhờ. Ông này thì đang để đội hình lại cho ta 22k. Trời ơi. Bây giờ tôi có một cái gọi là cái gì nhỉ? Tôi có một cái biệt danh mới rồi. Đúng là đập. Bây giờ tôi có biệt danh mới rồi anh em ạ. Đây, chúng ta có Bull Machine 7 sao bên này à. Căng dữ vậy. Bên đây sẽ có Tua con ba đất đem đây luôn. Đấy, như thế là coi như win rồi. Chúng ta sẽ có một nổ đầu, hai nổ đầu, có ba nổ đầu lắm. Chơi thôi. Maybe là có thể win được rồi. Không có cần phải tốn quá nhiều con đem chính qua cái T1. Chỉ cần giết được một cái con nào đó là ok. Đấy, giống hàng như con Pegiko mà nó như thế này là đủ ngộ rồi. Chửa nè. Bum. Chửa nè. Bum 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 bum. Chiu. Một phát nữa. Lên bảng. Đã vậy còn hồi sinh. Sau khi miễn tử thì còn bị dính thêm cái mê hoặc nữa chứ. Cày chưa. Bum 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 bum. À, như thế là em thấy là chúng ta đã win được trận đầu tiên rồi đúng không? Xong, chúng ta sẽ vào đấu trường Liên Server. Tiếp tục với trận đấu thứ hai. Lên cao thủ nè, ô lên kim cương. Đây xong lên cao thủ nè. Ông nông dân kìa. Tôi có đánh ông này không ta? Ông này cũng hay đánh tôi lắm nè. Cay cú thiệt sự luôn á đi. Bên đây tôi sẽ có Vegito. Ông này muốn chơi con Vegito trước luôn à. Ôi, ông này tóc cao vậy. Tóc cao dữ luôn nha, không quýt không lại đâu. Mặc dù ổng hay quýnh tôi nhưng mà à đây rồi, tôi tìm được cái thanh niên này đánh tôi trong cái cướp mỏ của tôi rồi. Ông này với cả ông nông dân kẹt hồi nãy luôn. Ok đấy. Mấy ông ok đấy. Rồi đợi tôi tới nha, để tôi ngồi tôi mò xem lấy cái đội hình nào để win ổng được đây. Hôm nay để con Devil với con tôi qua đầu thì mình phải có một con dòng ram anh em. Ok chưa? Như thế này đẹp chưa? Rồi chiến. Nhưng mà ổng có nhiều siêu chiến binh quá à. Bây giờ mà đánh nó một cái ha, ông nhớ mà rồi ông dí chứ thôi rồi thôi nát tương luôn rồi đây mà cay lắm. Bùm bây giờ to nè, xíu 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 à,
cái mục đích mình để mấy con Vegito lại là để cho nó sắp đam, để nó chết mấy con phụ phụ bên dưới anh em. Với lại tôi thấy con Vegito bên đây cũng khá là căng nè. Ơ, còn tí nữa là đủ ngộ rồi. Ác thiệt sự chứ. Thế mà vẫn không đủ anh em ạ. Nó còn phải nào đó đến tầm 10 điểm nữa thôi là đủ ngộ mất tiêu rồi. Đấy, xong mất cái giáp rồi nha. Nhìn lắm. Đấm chết con ve balloon của tôi rồi đây. Khổ thân em Zidane thì chớ. Rồi, quiz. Nếu mà so về sức mạnh trong bộ truyện thì ví dụ như trong 4 con hiện tại thì tôi nghĩ Whis là cái người mạnh nhất đúng không nhỉ? Sau đó đến Vegito xong rồi tới Yamasu thể thiên thần ác quỷ à, xong rồi đến Kumba. Tôi nhớ là con này nó cũng khá là mạnh nha, nó khá là khỏe luôn ấy. Nhưng mà tôi nếu mà so với sức mạnh thực sự là tôi cũng không có rành lắm trong những bộ truyện này, nhưng mà tôi có xem. Kumba là trong kiểu ở trong cái trạng thái hóa điên anh em, cho nên khá là khỏe. Nhưng mà tôi nếu mà so về ba con này tôi không biết con nào sẽ khỏe. Tôi chỉ chắc rằng là con quý trong này nó khỏe nhất thôi nè. Thì sao cũng là thiên sứ mà. Rồi, đứng các bạn của em luôn. Chiu. Rồi, đến lúc tem chúng ta sẽ bay màu đây. Câu hết là được 5 cái tất xét cũng được. Miễn là câu hết được tất xét của con song long là ok. Ê, tôi tưởng nó sẽ chưa chết thì nó câu lại được tiếp thêm một lần nữa. Còn mắt thì con song long kia chưa nổ xong nữa mà bay vô quýnh rồi. Sao câu được cái nổ của con Black Reza luôn. Không kịp câu nổ Black Reza rồi nè. Thôi kệ, trói đi nè. Trói nó lại. Mê hoặc nó luôn. Ủa, có trói đứa nào không vậy? Ai trói được con cô 4. Mê hoặc nó luôn nào. Đúng rồi. Trời ơi, tàn nhẫn gì chứ. Có 3 con, 2 con kia nổ có thể là bay màu được mà nở lúc nào nổi quýt đi mà. Bây giờ song long không nổ được rồi biết làm sao giờ. Tàn chơi khó nhau thôi. Tôi đang khá là lo khi mà con song long nó nổ đây. Ê, đừng trưởng vô con song long tôi vô bộ. Thôi mà. Rồi xong luôn. À, vẫn chưa mất quyền tử nè. May quá. Ê, chưa chết à, chết quèo mất tiêu rồi còn đâu. Không có cái chói nào luôn à. Con có 4 của mình nó phế vật thật sự nè. Tôi cảm giác nó không làm được gì luôn á. Mỗi lần mà mình kêu nó trưởng với con nào thì hầu như là nó không có trưởng luôn ấy. Trưởng thế mà tên bên kia không mất máu luôn kìa. Thế được chơi gì giờ. Thua rồi anh mà, nhìn là thua rồi. Nó phải trong cái tâm đầu tiên thì nó còn quyết định được chứ mà về sau thì tôi thấy khó lắm. Cay thiệt sự chứ. Tôi nghĩ là tem này đủ để win rồi đúng không? Đúng không? Tem này tôi thấy khá là khỏe rồi. Đánh theo kiểu chày cói là ok. Như thế này là đẹp ha. Để bên này cho con này chết trước, sau đó đến song long không bị dính sát thương. Nhưng mà không biết ba con này được quýnh lại con Siren hay không. Trời ơi, quýnh lại. Quân tử trả thù. Một lượt khiêu chiến lại. Đó. Mình chơi không lại một lần thì mình chơi nhiều lần anh em. Chỉ bum 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 lôi thần giấy thế. Chỉ nè, đẹp.
cấm lặng, không có cấm lặng nào luôn. Hợp lý đấy. À, bên tôi có cái team của Badoff rồi. Mọi người đi chắc búp cho Unreal. Búp. Rồi, dính tê liệt luôn nha, giảm trị liệu luôn. Qua đeo nó hồi máu kinh đó nhờ. Tôi mới thấy nó còn cái tí tẹo máu, bây giờ nó đánh hồi máu full, gần full luôn rồi. Đúng. Chơi nè. Lại rút thiên nữa rồi, tầm này sao chết được trên tôi đây đi. Nhất kim chỉ, đẹp. Một tí nữa mà mình may mắn mà mình win là được. Còn mình dính thì cũng khống chế nhiều, giống như con Paradox đó là cũng đẩy luôn. Nhưng mà nếu mà tên bạn bị dính cỡ đó thì thôi xin nha. Nhưng mà tên con này khỏe nha, nhiều xin chứng minh ghê á. Mới server 217 rồi mà cũng có 3 bốn con chơi chiến binh rồi. Rồi xong đợt này ông lại đua tiếp nữa. Ông không quýnh cho hả, để trong quần luôn. Cái này cảm giác như tôi để con combo thôi là đủ làm công chuyện anh em. Nhưng mà trận đấu sẽ hơi lâu. Đấy, rồi xong. Lên bảng liền. À, bây giờ sẽ là cái khúc mà lấy hết nộ tay bên kia. Thôi để bò nổ luôn. Nổ hết đi. Xả hết. Đúng rồi, trưởng này. Đánh đi kêu nè. Rồi, trưởng. Bùm. 303 dòng sát thương cuối căng nhè. Tới nổ con quýt nè. À bên kia mất cái bảo kích của con Risa cũng được. Mày ơi chơi nó anh em. Đấy cháu em xong lòng lại rồi. Bây giờ mà tôi làm choáng hoặc là mới hoạt được con Go 4 hoặc con Risa nó đẹp. À, rồi xong luôn. Nhưng mà đợt này Go 4 nó cũng thông minh hơn tí, còn biết chữ vô con level đấy mà. Không có lượm được cái mạng nào cho Song Long rồi. Đen thế. Lượm cái mạng con Devil luôn đi. Bạn ơi, tính là con Devil đứng chơi chơi luôn kìa bạn ơi. Nó còn có tí tiểu máu mà. Mình nhớ lần nào bạn không đánh luôn. À, tính ra nếu mà giá như mà game này bây giờ nó cho đánh theo lượt thì ngon biết mấy nhờ. Cảm giác chơi nó đã luôn đó đi. Ơi đau rồi bạn ơi, đau. Đau. Thôi mà. Đau rồi đó. Đấy. Khó chịu vô cùng. Cái mạng. Đúng rồi, lực nguyên tử. Bây giờ mà chuẩn thêm cái hàng của Wix nữa là đẹp nè. Đấy. Lần này thì có vẻ là... Ủa? Cái chuẩn của rồi chưa lấy được khoảng người xích luôn của con Song Long mà nhờ. Ác vậy. Tự nhiên bây giờ nó còn tí máu mà nó không chết kìa. Ui nhậu ma ghê. Không, tự nhiên là mình bị thua ngược luôn rồi anh em. Khó hiểu thì anh em nhìn nó còn tí xíu máu à. Nhìn được hay không đây? Rồi 3-1. 3-1. Không được ngộ hết được đó rồi. À nó thành tích à? Ủa?
lãi nhờ. Phải thua rồi anh em, tại vì các bạn cái con tôi quá chết rồi, không đỡ được cái đòn này của con bốn. Gai còn cũng tử không nhỉ? Khá vẫn còn nè. Thành tích luôn, lụm cái mạng luôn. Rồi, yay, thắng bại tại được đánh á. Ui dạ, đau nè. Sao muốn gì? Bây giờ là 2-2 anh em ơi, rõ ràng 2-2 nhá, chứ không ăn hiếp gì ở đây nha. Bên tôi có hai con, bên kia có Black Raza với lại Black Goku. Đó, cặp xanh quýnh cặp đen. Chịu chưa? Chữ mẹ. Đen với chúng tôi hả? Ok đấy. Là. Rồi, lên cao thủ đi. Quýnh nồng xong mốt nhí quýnh nữa, khỏi lên được cao thủ luôn nữa. Rồi, như vậy là ok rồi. Thì bây giờ là hàng của tôi thì nói chung là về cái phần mà đua top á, thì tôi cũng sẽ cân nhắc nha. Nói chung là cũng đủ đá để lấy top thôi, nhưng mà mình sẽ phải cân nhắc giữa việc là lấy con này với lại con pro. Nhưng mà hàng của mình có trinh nữa thì đẹp. Có trinh thì thay cho chỗ của con Wix nè. Đấy là hợp lý. Nói chung là team của Hồng Đam hiện tại top thì cũng đang không có thua anh em mấy. Ê, tôi đang tích cái đó để mà tôi đua top anh em ạ. Rồi, ok. Thì hy vọng là anh em sẽ thích cái series quay trở lại lần này của mình. Anh em hãy cho mình một like, một subscribe phía dưới nha. Và cảm ơn em đã dành thời gian theo dõi cái video của mình. Chúc anh một ngày thật là vui vẻ đầu tuần nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.